Sao các bạn? Lạ lắm mà nhìn <laughs> Thực ra là chắc cũng lạ thật các bạn ạ à. Đây có lẽ là lần đầu tiên các bạn xem được cái video của mình ở trong cái môi trường như thế này Vâng, xin giới thiệu các bạn, các vị Đây là phòng ngủ của tôi Là nơi mà tôi quay về để nghỉ ngơi sau những giờ chơi game căng thẳng phải mệt mỏi Và bây giờ đang là 6 giờ 23 phút sáng Ngoài trời đang dần sáng lên Đấy, các bạn có thể nghĩ là Wow, thật là một người gương mẫu Sống cách khoa học Sáng dậy sớm tập thể dục Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ngày ba bữa Đây, con ngựa, con mèo nhảy cửa Không gọi là tôi méo ngủ được Ờ à, Tôi thức thâu cả đêm, bây giờ dạng sáng rồi tôi vẫn không ngủ được nhưng mà thực ra mình thức muộn cũng là có lý do cả Là tại vì chủ đề video này này Nó lại chỉ phù hợp với đăng vào 30 Tết là ngày hôm nay thôi Chứ còn để đến ngày mai mùng 1 rồi thì sang năm mới nó không phù hợp nữa Vậy thì gọi đặt ra đó là Chủ đề video này có gì đặc biệt mà lại cần phải làm vào ngày 30 Tết Chứ không phải là ngày mùng 1 sang năm mới thì câu chuyện là mấy hôm trước mình có nghĩ ra một cái video để tổng kết lại năm 2023 vừa rồi Thế nhưng mà chỉ là một video tổng hợp bình thường thì nó bình thường quá Nên là thay vào đấy chúng ta hãy làm một cái kiểu hot trend hơn, kiểu đặc biệt hơn Đó là chúng ta sẽ tổng kết lại và chấm điểm xếp hạng những tháng trong năm 2023 Dựa theo 4 tiêu chí Bao gồm có một là độ thoải mái về tâm lý hai là sự kiện đáng nhớ ba là số lượng ngày nghỉ Và 4 là thời tiết Tuy nhiên là tất cả những cái xếp hạng này là dựa theo cái trải nghiệm cá nhân của tôi qua những cái tháng đấy nên là Nếu như các bạn không đồng ý thì kệ các bạn rồi, chúng bắt đầu nhá. Tháng 1. Nếu như các bạn ý thì tháng 1 năm 2023 là một tháng hiếm hoi mà cả Tết âm và Tết dương vào cùng một tháng luôn. Chính vì vậy nếu như là xét về số ngày nghỉ thì chắc chắn là 10 điểm dành cho tháng 1. Đổi phòng phát nhé, phòng viên đắm mèo á. Tiếp theo là về độ thoải mái tâm lý hồi bé năm hết thế đến thì mình chỉ có về quê nhận lì xì ăn bánh trưng gặp gà luộc thôi thế nhưng mà bây giờ lớn rồi về quê không đơn giản như thế nữa giờ lớn rồi nhiều khi về quê mang theo cả trách nhiệm các bạn ạ tức là cần có quà khác gia đình bên nội bên ngoại này lì xì các em các cháu này mà nói lì xì mẹ tôi méo quên được năm ngoái tôi đã lì xì thử thức rút thăm đấy vô cùng hot trend cho các cháu chọn lì xì nó chỉ là tượng trưng ở lấy may thôi thế mà cháu nào bốc được tờ 500 trăm nghìn thì sướng thế cười tươi thế khỉnh khạch như bố để em bé cháu nào rút được tờ 20 nghìn thì mặt xì ra như mất sổ gạo ấy lần sau dẹp tôi lì xì hết tất cả mỗi đứa 50 nghìn được thì được chê thì từ sau dẹp hết nào giờ không đồng hay 50 nghìn chọn đi lắm chuyện nẫu no, cái ruột xong đi làm rồi lại cần phải giữ mối quan hệ với đối tác tặng quà cáp xong rồi là chúc này chúc nọ các thứ tóm lại là cũng khá căng thẳng và nhiều việc để làm sự kiện đáng nhớ, đêm sau thừa mẹ tôi mới tạo được cái máy chiếu mới để trong nhà thì chật mà để ngoài sân thì rộng. Thế là mẹ tôi đưa cả nhà ra ngoài sân để xem pháo quân. Trời thì mưa lâm râm nhiệt độ thì xuống thấp giữa tháng 1. Ôi cảm giác lạnh thấu xương thật là yo boss. 9 trên 10 điểm đáng nhớ. Và cuối cùng là một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó chính là thời tiết. Thì thời tiết vào tháng 1 nó hơi ba nó kiểu lạnh xe xe, nhiệt độ dao động từ 15 đến 24 độ mình rất thích thời tiết kiểu này. Thế nhưng mà do có mưa xuân lất phất nên là nó hơi bị bẩn nếu các bạn đi ra ngoài đường Tổng kết lại, tháng 1 năm 2023 mình sẽ đánh giá 34 trên 40 điểm khá là cao Xếp hạng A à, Tiếp theo là tháng 2 Ngày 8 tháng 2 là sinh nhật tôi, 10 trên 10 Hạng S, không gì thể chê Tháng 3 Nếu xét về tâm lý thì tháng 3 là một trong những tháng tệ nhất năm Vì sao các bạn? Tại vì tháng 3 có ngày mùng 8 tháng 3 các bạn ạ, à. ngày quốc tế phụ nữ. Trời ơi. Không không tôi không có bất cứ vấn đề gì với chị em phụ nữ đâu, rất là yêu quý các bạn. Thế nhưng mà 8 tháng 3 năm nào tôi cũng đau đầu một cái kinh khủng khiếp. Nó đau đầu là bởi vì thông thường những người phụ nữ quan trọng của đời các bạn ấy sẽ chênh lệch khá nhiều về độ tuổi. Ví dụ như là bà các bạn ấy 80, xong mẹ lại 40, xong rồi bạn gái lại 20 tuổi. Thế là bây giờ các bạn đã cần phải chọn những món quà phù hợp cho những độ tuổi và phù hợp với túi tiền của các bạn cho thời điểm đấy Các bạn không thể tặng bà Hà, các bạn một thỏi son mát và cũng không thể tặng bạn gái một cái cây gậy đầu rồng chạm khắc được, có đúng không? Và đừng để tôi bắt đầu với một bộ phim kinh dị mang tên là Chọn màu son Ờ, à, son thì màu đỏ được rồi đúng không các bạn? Nhưng mà không, đỏ nâu, cam đất, không rồi, cái gì đấy? ISL Slim Shear 102 Natural Pink là cái màu méo ấy. Ờ, à, sau mỗi màu lại phải hợp với một số màu da khác nhau Sau lại phải lên mạng ra là Màu da đấy là màu gì Để đến để được tư vấn cái màu phù hợp với cái đấy Trời sáng quá các bạn đang kéo rẻ một tí cho đỡ chói nhá Ờ à, xong có biết gì nữa không Son chưa phải là hết nhá Phấn nữa các bạn ạ à. Phấn lại cần có phấn nhiều màu chưa đủ nhá Nó lại có kiểu phấn nền này Xong rồi là phấn phủ này Xong rồi phấn đào này Nói chung là vãi linh hồn Sự kiện đáng nhớ tháng 3 Tức trả những sự kiện gì chắc là do đầu óc kém Hoặc là không sự kiện gì thật Cho 5 điểm đi Số lượng ngày nghỉ tôi cũng sẽ cho 5 điểm Mặc dù là tháng 3 không có ngày nghỉ Nào là ngày nghỉ lễ Thế nhưng mà có một ngày 8 tháng 3 là ngày có cớ để đi chơi Nên tôi vẫn cho 5 điểm Với tiết thì tháng 3 lại khá là đẹp nha Nhiệt độ dao động khoảng từ 23 đến 33 độ C Và đang ấm dần lên Mình cho thấy tiết tháng 3 là 8 trên 10 điểm Tổng kết lại, 5 cộng 5 cộng 2 cộng 8 là bằng đúng 20 điểm. Ờ, à, cũng hợp lý. Thì mình cho tháng 3 xếp hạng B. Tháng 4. Tháng 4 là một cái tháng mà mình thấy nó hề hước nhất trong năm. Là tại vì là nó có ngày cả tháng 4 là người quốc tế nói dối. Nhưng nó hề không phải là vì cái ngày đấy. Mà vì là trong cái ngày mang tên là quốc tế nói dối thì lại là một trong những cái thời điểm hiếm hoi mà chúng ta dám thật lòng với nhau. Có việc mình rất hay làm vào ngày tháng tư đó là mình đợi các công ty công nghệ lớn ý xem là họ sẽ ra sản phẩm gì để trêu người tiêu dùng vào ngày tháng tư khá thú vị. Mình nhớ là có năm nào đấy mà Google họ cho ra cái sản phẩm máy ngửi mùi xong rồi bên trong cái máy ngửi mùi đấy có mùi chó ướt à. <laughs> Nhưng đấy chưa phải phần hề nhất các bạn ạ. À. Cái phần hề nhất là cái phần mà ngồi xem các bạn tỏ tình với nhau. Xong bị từ chối, xong bảo ôi tao đùa thôi cả tháng tư vui vẻ. Ui Quê! <laughs> Nói chung là nhờ sự hề hước này nên tháng tư được cộng khá nhiều điểm Thứ hai là sự kiện đáng nhớ thì hơi đáng buồn là tháng tư là thêm một tháng mình không sự kiện gì thực sự đáng nhớ các bạn ạ Ngoài cái vụ là hóng tỏ tình với lại xem mấy cái sản phẩm công nghệ hàng năm ra thì không có gì quá đáng nhớ tháng tư 2023 cả Mình đánh giá là 5 trên 10 điểm đáng nhớ Thứ ba là về số lượng ngày nghỉ thì tháng tư được nghỉ hai ngày Một là ngày dỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch và thứ hai là ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thì cả hai ngày này hơi đen là nó lại không rơi vào cuối tuần nên là không được nghỉ bù. Chính vì vậy mình sẽ đánh giá số ngày nghỉ là 8 trên 10. Cuối cùng là về thời tiết thì tháng 4 2023 nóng lên khá nhiều rồi, đỉnh điểm có lúc lên đến 38 độ thế nhưng mà hầu hết thì dao động khoảng từ 24 đến 34 độ vẫn khá là ổn không quá tệ. Tổng kết lại 9 cộng 5 cộng 8 cộng 8 là được 30 điểm. Ổn đấy các bạn ạ, à. tháng 4 xếp hạng A. Đến lượt tháng 5 Mở mặt tháng 5 chúng ta có luôn ngày nghỉ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 cho luôn thêm điểm ngày nghỉ Với tâm lý tháng 5 có khá là nhiều ngày lễ quan trọng Bao gồm là ngày sinh Bắc Hồ 19 tháng 5 này Rồi ngày chiến thắng Điện Biên Phủ này Ngày nghỉ lễ 1 tháng 5 nữa Nên nói chung là mình thấy tháng 5 Tinh thần cả dân tộc đều cao ấy Chứ không phải mỗi mình mình À, về sự kiện đáng nhớ thì trong tháng năm có một hôm mình cứ thâu đêm này này nhưng mà sáng dậy thay vì làm video tự kỷ thì mình đến quảng trường ba đình ngắm lễ thượng cờ các bạn ạ ui cỡ phải hiểu là cái combo tối hôm trước không ngủ người đang lâng lâng xong lên xem lễ thượng cờ rồi nhìn cờ lên rồi quốc ca nó hào hùng ui cảm giác yêu nước kinh khủng một trải nghiệm gọi là đáng nhớ tôi phải cho chín trên nó chỉ có một điểm là tôi đang đứng hào hùng tuyệt vời như thế thì bỗng nhiên anh lính lăng anh đến anh đuổi đi vì bảo là không được đỗ xe ở đấy thì nó hơi mất vui tí nhưng mà nói chung là đấy là việc của anh ý lỗi lỗi tôi tôi phải đánh giá là trải nghiệm tuyệt vời 9 trên mười cuối cùng là phải thời tiết nhiệt độ tháng 5 nóng lên khá là nhiều rồi nhiệt độ dao động khoảng từ 28 đến 36 độ cũng khá nóng rồi này mình đánh giá thời tiết là 6 điểm <laughs> tổng kết tháng năm được 31 điểm xếp hạng A, ui không ngờ cao thế luôn đấy Tiếp theo chúng ta đến giai đoạn nửa năm Chính là tháng 6 Về tâm lý thì tháng 6 mình khá là căng thẳng Do lúc đấy mình đang nhen nhóm để suy nghĩ về việc mở quán cà phê Dipsy ấy. Nên là mình đang phải suy nghĩ rất là nhiều Với độ thoải mái tâm lý mình đánh giá là 4 điểm thôi Khá tệ rồi ạ về sự kiện năng nhớ thì mình nhớ nhất đó là trong tháng 6 mình đã tốn tiền để đưa đứa em mình vào thành phố Hồ Chí Minh học pha chế Mất 14 củ cho cái khóa học đấy chưa kể tiền đi lại và ăn ở Xong về không ứng dụng được một con khỉ gì cả Ôi dồi ôi, phí cả tiền 1 trên 10 điểm giữa cái đáng nhớ Tháng 6 còn nóng hơn tháng 5 Nhiệt độ nó dao động chủ yếu là từ 31 đến 38 độ Ôi, vãi cờ linh hồn luôn nói chung là Thứ thứ tháng 6 tôi cho 4 trên 10 Thế là còn cao rồi đấy về số lượng ngày nghỉ thì tháng 6 chẳng có lễ lộc gì mà được nghỉ theo lịch nhà nước đâu Thế nhưng mà mình có những ngày nghỉ bất đắc dĩ là mình đi vào miền Nam để cho thằng em học phá chế Nên cũng là nghỉ nhưng mà nghỉ rồi tốn tiền mà cũng tôi đâu muốn nghỉ đâu Nên tôi cho 6 trên 10 điểm ngày nghỉ là có nhưng mà bất đắc dĩ Tổng kết tháng 6 chúng ta có 15 trên 40 điểm xếp hạng C Hãy đến tháng 7. Xét về tâm lý thì tháng 7 không có gì kéo tâm lý mình đi lên nhưng cũng không có gì để kéo đi xuống, mình sẽ giữ nó ở mức gọi là tạm ổn vì bình thường mình cũng khá là tích cực ấy. Về phần sự kiện đáng nhớ thì đợt tháng 7 vừa rồi gia đình mình có đưa bà xuống Hà Nội chơi và sau một hồi cân nhắc thì mình quyết định là sẽ đưa bà đến khu thủy cung bên Tham City để bà ngắm cá cho chiêu. Thế nhưng có một vấn đề là ở trong Tham City có hai khu vui chơi, một là khu thủy cung và hai là một cái khu tên là Vinke ở gần đấy luôn các bạn ạ Giá vé hai khu này lại là như nhau Nên là khi mình đặt trên app ấy Mình đặt nhầm sang khu Vinke là khu vui chơi trẻ em Các bạn tưởng tượng là một bà cụ 80 tuổi Xong rồi vào nhà bóng để tranh bóng rồi ném bóng vào đầu một trẻ con Thì nó kiểu Nói chung là tôi không tưởng tượng, nó tôi không tưởng tượng nổi các bạn ạ Nhưng vấn đề bây giờ là mình đặt cái vé trên app Mà app họ không cho hoàn vé Nên thành ra là tôi bắt buộc phải tìm cách để sử dụng cái vé trẻ em đấy Không thì coi như là vứt tiền vào cửa sổ những tưởng tôi đã mất tiền thật rồi thì may quá mấy chị nhân viên ở bên Vinke chị đồng ý Chị sẽ giúp mình bán lại những cái vé đấy Cho những người bố, người mẹ, thực sự có con đi vào khu với trẻ con Và mình có thể nhận lại được tiền Sau đấy mình lại được tiền thật Thế là thoát và thực sự là mình rất là cảm kích cái sự nhiệt tình của các chị nhân viên đấy Quá tuyệt vời, mặc dù không trong quy định của họ nhưng họ vẫn hỗ trợ mình Trải nghiệm này mình phải đánh giá là 9 trên 10 điểm Vì mình thích cái sự nhiệt tình đấy về thời tiết thì thôi dẹp đi, đừng nói đến thời tiết tháng 7 nữa các bạn ạ. 32 đến 38 có lúc lên 40 độ C. Uh. Về suốt ngày nghỉ thì chả ngày nghỉ lễ nào, tuy nhiên là có hôm gia đình mình xuống chơi thì cũng coi như là mình được nghỉ một hôm. Tổng kết lại, chúng ta có 25 trên 40 điểm xếp hạng B của tháng 7. Tiếp theo, chúng ta đến với tháng 8, một con số cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Tháng 8 ngoài việc nắng giáo trái bưởi ra thì chả có gì đặc biệt, hạng C tồi tệ. Tiếp theo hãy đến tháng 9 này. Tháng 9 thì xét về số ngày nghỉ mình được nghỉ khá là nhiều nha tại vì là ngày nghỉ quốc khánh mùng 2 tháng 9 lại rơi đúng vào thứ bảy nên là được nghỉ bù. Mình nhớ không nhầm được nghỉ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì phải. Nói chung là rất là tuyệt vời. Chưa kể là có dịp ngày lễ Trung thu cũng là một ngày có thể đi chơi cũng khá là vui. Khu mình trang trí rất là đẹp. Về độ thoải mái tâm lý thì tháng 9 này được nghỉ nhiều và những ngày nghỉ đấy mình đều chọn đi chơi cả Và tất cả những buổi đi chơi đấy mình đều rất là vui, không có vấn đề gì đã xảy ra Nên là về độ thoải mái tâm lý mình đánh giá là 9 trên 10 điểm Về sự kiện đáng nhớ thì trong tháng 9 vừa rồi mình có một lần đi xem phim Các bạn đang tự hỏi là tại sao đi xem phim mình đáng nhớ đúng không? Ờ à, là tại vì lần đấy mình đi xem phim ở dạp VIP, dạp chắc lốt ở Lotte Tây Hồ các bạn ạ Đây cho các bạn xem luôn đây, cái bọc vé, cái vé thì vẫn là vé bình thường thôi nhưng mà họ có cái bọc vé nhìn xịn vãi trưởng các bạn ạ ờ và nó xịn kinh khủng từ cái lúc các bạn bước vào dạp nhá các bạn có phòng chờ riêng như kiểu phòng chờ sân bay ấy đấy rồi các bạn bước vào trong dạp chiếu phim thì các bạn có cái ghế chỉnh điện có thể ngả ra những cái giường rồi có một cái chuông nhỏ các bạn bấm để gọi nhân viên họ sẽ mang chăn cho các bạn họ mang bánh cho các bạn để các bạn ăn đấy và có nhà vệ sinh riêng dành cho khu vip các bạn không cần phải đi vệ sinh chung với trung tâm thương mại hay là đi vệ sinh chung với các cái dạp khác nói chung là cực kỳ tuyệt vời có mỗi cái điểm trừ thứ nhất là giá vé nó đắt Đấy, 300 nghìn một vé hoặc là 300 nghìn một cái vé này Thứ hai là sau khi các bạn xem phim và trải nghiệm dịch vụ VIP xong Thì các bạn ra một cái đường khác và ra thẳng trung tâm thương mại luôn Chứ không được đi ngược lại cái sảnh VIP ấy nữa Là mình cảm thấy kiểu hơi bị hụt hẫng ấy Nên là mình đánh giá trải nghiệm này là đáng nhớ và đạt mức 8 trên 10 điểm nhiệt độ tháng 9 thì nó thấp hơn so với tháng 8 đấy, tức là đỡ nóng hơn, nhưng mà không quá nhiều, vẫn rơi vào khoảng từ 26 đến 38 độ C. Tổng kết tháng 9 được 31 trên 40 điểm, xếp hạng A. À. Tiếp theo, chúng ta đến con số tròn trĩnh tháng 10. Thực ra tháng 10 là một tháng số tròn nhưng mà tinh thần không tròn các bạn ạ. Tháng 10 về tinh thần mình đi xuống rất là nhiều vì đấy là cái tháng mà mình bắt đầu thi công quán cà phê Dipsy có rất nhiều thứ cần phải làm từ chốt đơn vị thi công rồi chọn lựa vật liệu xong rồi là lo vấn đề tài chính cực kỳ bận rộn và cực kỳ mệt mỏi nghĩ lại ý, mình định cho tháng đấy là 6 điểm cơ nhưng mà bây giờ tưởng tượng khoảng thời gian đấy mình đã mất ngủ và kinh khủng thế nào mình cho nó 4 điểm về tinh thần không? 4 ạ bốn điểm tinh thần là còn nhiều ấy bốn điểm sự đang nhớ trong tháng 10 đó là vâng không gì khác ba hàng xóm đến từ địa ngục cái này thì nếu mà các bạn đã xem livestream của mình các bạn sẽ biết Thế nhưng mà nếu các bạn không biết thì Đại loại là ở cạnh cái quán cà phê mà mình thuê ấy Cái mảnh đất đấy ấy, Có một bà hàng xóm Và không hiểu vì lý do ma xui quỷ khiến thế nào Mà lần nào bà cũng đi qua bà lường nguyết rồi bà xỉa sói Mình còn không biết bà ấy là ai Nhưng mà mình nghe dân ở đấy nói là Ai bà ấy cũng xỉa Và bà ấy làm loạn cả khu dân cư ấy lên Không vì lý do gì cả Chỉ vì bà ấy khó ở Tóm lại tôi cũng không hiểu kiểu gì Đầu đuôi thế nào và ở giữa sao thì chắc là tôi sẽ kiếm một video đấy tôi kể cụ thể Nhưng đại loại là có những kiểu người trên cái thế giới này mà mình sẽ không ngờ rằng họ có tồn tại cho đến khi mình thực sự gặp họ ấy và đây là một kiểu người như thế rất là lạ lùng luôn các bạn ạ Tóm lại tôi không hiểu Về sự kiện đáng nhớ này tôi sẽ đánh giá theo kiểu tiêu cực các bạn ạ Và nó đạt điểm 3 trên 10 <laughs> Kinh khủng Tiếp theo là số ngày nghỉ Chả ngày nghỉ lễ nào vào tháng 10 cả Nên là Cuối cùng là về thời tiết thì nghĩ lại hơi tiếc tại vì là tháng 10 là tháng có thời tiết khá là đẹp, nhiệt độ dao động là từ 24 đến 34 độ, không nóng, trời quang mây tạnh. Nhưng mỗi tội là tinh thần đi xuống nên không đi đâu gọi ạ, thêm cho mình đánh giá thời tiết thì vẫn được 9 trên 10 vì là không đi đâu là do mình thôi. Tổng kết 21 trên 40, đúng rồi thời tiết kéo lại bao nhiêu các bạn ạ không phải vì trời quang mấy tạnh thì chắc là tháng này kinh khủng lắm mọi thứ đều kinh khủng mà 21 mươi thì vẫn được hạng B hạng B vớt suýt soát tiếp theo là đến tháng 11 vâng tháng 11 là một tháng mà ngoài thời tiết đẹp ra thì mọi thứ còn lại giống như tháng 8 chả có gì đặc biệt xảy ra cả một tháng thì nó là một tháng nhạt nhưng mà vì thời tiết đẹp nên tôi đánh giá là hạng B Cuối cùng là tháng 12 thưa quý vị và các bạn, một tháng cuối năm. Tháng này thì chắc chắn rồi là cái tháng đáng nhớ nhất trong cả năm của tôi luôn. Không phải là vì nó vừa xuất hiện gần đây đâu nhá, mà tại vì nó đáng nhớ thật vì ngày 17 tháng 12 là ngày mà quán Dipsy khai trương và suốt từ ngày khai trương mình đã trải qua rất là nhiều sự kiện, xong rồi là rất nhiều người đến chúc mừng, có những bạn fan mà các bạn đi từ những cái tỉnh xa hoặc là từ những cái nơi cách hàng mấy trăm cây số trong đến giá lạnh, bạn đi xe máy về tận nơi để tặng quà chúc mừng ủng hộ quán rồi. phải nói lại là nếu như mà bây giờ cái quán không thành công, kinh doanh không được, nó sập đĩ thì tôi vẫn thấy đáng vì tất cả những cái kỷ niệm mà các bạn đã tạo lại cho tôi. có một sự kiện mình thấy rất là đáng nhớ đó là có một bạn, bạn bắt xe khách từ Hà Nội đi về Việt Trì và sau khi dừng lại ở bến thì bạn đi bộ bốn cây số hỏi đường người dân để đến quán Ipsy và khi bạn bước vào quán bạn nhìn thấy mình thì việc đầu tiên bạn làm là bạn gục luôn xuống bạn khóc kể ra đấy rất là nhiều thế nhưng mà tháng 12 phải nói là tháng đáng nhớ nhất không chỉ là trong năm 2023 mà có lẽ là một trong những tháng đáng nhớ nhất của cả cuộc đời mình luôn các bạn ạ 10 trên 10 thì đáng nhớ về phần điểm tinh thần thì khi mà mình mở quán ra ấy, rất là nhiều người đến chúc mừng làm tinh thần mình lên rất là cao, nhưng mà có nhiều cái nỗi lo vì quán chưa ổn định. Nhưng mà cơ bản là tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Về số ngày nghỉ, từ lúc mở quán thì mình làm chủ, làm cả chủ nhật các bạn ạ. Không ngày nào nghỉ cả, là 2 3 4 5 6 7 nhật làm tất, không ngày nào nghỉ hết, không đi đâu được hết. Cuối cùng là về nhiệt độ. Úi rồi tháng 12 giảm phát 10 độ. Từ 25 độ tháng 11, một phát xuống còn 15 độ tháng 12 và duy trì từ 15 đến 20 độ suốt cả tháng. Lạnh vãi cả linh hồn nhưng được cái tôi thích trời lạnh. Nên là tôi đánh giá thời tiết này là 8 10. Ờ, nó hơi mưa hơi bẩn một tí thôi. Đây là mất hai điểm ở đấy nhưng mà tôi rất thích trời lạnh. 8 10. Tổng kết lại là tháng 12 mình được 29 trên 40 đáng nghe xếp hạng B. Nhưng mà vì nó đáng nhớ quá, mình cộng nó thêm 3 điểm đáng nhớ nữa là lên được 32 trên 10 là được xếp hạng A tháng 12 hai tháng rất đáng nhớ với mình các bạn ạ Vâng và đó cũng chính là bảng xếp hạng những tháng trong năm 2023 của tôi và các bạn thể thấy đấy, đó là trên cái bảng xếp hạng này chủ yếu các tháng rơi vào hạng A hoặc là hạng B còn có một số rất ít không thực ra là chỉ có một hạng S thôi đó là ngày mà tôi sinh ra đời mà cái năm Yeah, nó lại thế thì con ok thế thôi video này nó cũng đã dài rồi đấy là toàn bộ cái tổng kết của năm nay và hy vọng là sang năm sau thì có nhiều cái tháng lên hạng a hoặc là lên được hẳn hạng s thì quá là tuyệt vời các bạn ạ ví dụ như là kiểu ngày mai mà tôi kiểu trúng sổ số sáu mươi mấy tỷ chẳng hạn thì đấy là hạng s được cái chắc rồi đúng không các bạn mà tháng nào cũng trúng như thế thì càng nói thì càng xả thôi rồi. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm âm lịch 2023 rồi. Chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ, êm đềm, tuyệt vời, ấm cúng bên người thân và sẵn sàng cho một năm 2024 bùng nổ. Cháy thành than nha các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ giữ cờ Bye bye.